Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì thông cảm với anh em là giọng mình hôm nay đang hơi ốm nên là giọng mình nghe hơi khó nghe. Thì có gì anh em thông cảm nhá. Như anh em vừa nhìn thấy đúng không? Mình vừa xoay từ cái cam ra, mình xoay đến đây. Thì nhưng mà không phải là đây có thằng nào quay bên cạnh đâu, không có đâu nhá. Mà nó là cái này này. Đây. Thì những hình ảnh ban đầu anh em nhìn thấy thì ghi lại từ cái con camera này. Đây là cái camera 360. Nó có tên là Insta 360 One X. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu về cái con này cho anh em xem. Ok. Thì đầu tiên mình nói qua về cái máy trước nhá. Cái máy này rất là bé. Mình xin phép là mình sẽ dừng cái này lại. Như cái máy anh em thấy rất là bé. Bé tí, bé xíu à. Bé tí trong vòng bàn tay luôn. Nó không quá là to. Và con này khá là nhẹ. Thì mình có một cái GoPro ở đây. Đây mình có một cái GoPro. Thì con này nó dài hơn GoPro thôi. Về chiều ngang thì chúng nó bằng nhau. Đấy nhá, về chiều ngang chúng nó bằng nhau. Em thấy chưa? Còn con này nó dài hơn mà nó thon. Thì tuy nhiên là mình lại thích cái kiểu như thế này hơn, tại vì cầm nó sẽ giống cái điện thoại đấy. Và thứ nữa là mình có thể mang đi mang lại rất là dễ đó. Mình sẽ cầm thế này, cầm con này thì lại dễ hơn cầm GoPro về cái thiết kế, bởi vì nó hơi bầu bầu tròn tròn thì cầm cái này nó sẽ giống cái cầm cái GoPro hơn. Ok, thì trên con này thì nó sẽ có cái cam đấy, hai cam nó lồi lên đó chưa đó. Thì mỗi cái cam này là 18 megapixel nhân 2 lên là 36, thì anh em có thể chụp được cái ảnh. Anh em có thể chụp được cái ảnh này với độ phân giải tối đa là 360 thì chắc là mỗi mặt là 18 thì tổng chắc nó gọi là 36. Ừ, thì mình cứ gọi nó là 36 megapixel đi. Điện thoại mình mới chụp có 12 mê. Cái con nó quay mình có 24 mê thôi đấy. À, con này là 36 mê, tuy nhiên nó là 360. Thế nên là cái 36 mê chắc mình cũng nghĩ là chất lượng ảnh khá là tốt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái khu vực để pin bên này. Đấy, chúng ta có một cái để pin bên này thôi. Lắp pin vào ở dưới. Thì chúng ta là lắp cái khe thẻ nhớ. Đây là cái khe thẻ nhớ bé tí đây này. Từ từ. Đây, anh em thấy không? Đó, khe thẻ nhớ bé tí trong đấy. Thì bởi vì là cái thẻ nhớ nó để ngoài như thế này, vậy nên là cái con này nó sẽ không có chống nước. Hơi tiếc đúng không? Nhưng mà cái hộp của nó thì lại ghi là action cam. Thì con này có thể mang được xuống dưới nước. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải mua thêm cái case bảo vệ của nó. Thì kể cả là các bạn muốn lắp đi di chuyển, đi kiểu lắp trên ngược ấy, đi chơi ấy, thì các bạn vẫn phải dùng cái cây, và xuống nước thì vẫn phải dùng cái đấy. Thì nói chung là cái đấy thì chúng ta sẽ phải mua ngoài. Ở trên này thì có hai cái đèn thông báo. Đây, một cái ở đây, một cái ở đây. Ngoài ra thì mình thấy là nó có loa và có hai cái mic. Đây, hai cái mic ở trước. Thì như anh em thấy thì cái đoạn voice vừa đầu mình có thu bằng cái con mic ở đây. Anh em có thể xem lại ở đầu. Thôi thôi, để mình test luôn cho anh em xem. Hình ảnh ban đầu anh em nhìn thấy thì ghi lại từ cái con camera này. Đây là cái camera 360. Nó có tên là Insta 360 One X. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu về cái con này cho anh em xem. Ok. Bật như thế nào? Bật thì các bạn hãy giữ vào cái nút to ở đây. Nó có hai cái nút ở đây. Đấy. Thì các bạn ấn vào giữ vào nút to nhất này. Đó, cái nút bên dưới nút nhỏ nhỏ này thì nó là cái nút chuyển chế độ. Anh em ấn vào đây để chuyển chế độ. Thì hiện tại là con này có 3 chế độ cơ bản là hai thôi. Một là chụp ảnh và quay phim, con nào cũng thế đúng không? Cái GoPro. Thì con này có chế độ chụp ảnh là HDR, có nghĩa là nó có thể có HDR cho cả video lẫn ảnh. Thì tính năng thứ hai đó là tính năng quay phim. Thì chúng ta có thể quay phim được từ 3K cho đến là 5,7K. 5,7K là mức phân giải tối đa mà cái con này có thể sử dụng được. Thì nhưng mà 5,7K thì chúng ta chỉ quay được ở 30 frame thôi. Và còn cái 3K thì nó là slow motion. Mình sẽ cho các bạn xem cái slow motion. Đó, thì cái slow motion nó là 100 frame thì anh em có thể tha hồ kéo giãn mà cũng không sợ nó bị kiểu drop. Tuy nhiên thì chúng ta có thể kéo trên phần mềm hoặc là có trên app điện thoại, chúng ta có thể làm slow motion luôn, khá là hay và tiện. Ngoài ra thì chúng ta có thể quay được HDR trên con này nữa, có thể bật cả HDR lên. Tuy nhiên thì
sẽ phải hơi tốn thẻ nhớ một tí. À đấy, nhắc đến thẻ nhớ mới nhớ, thì con này sẽ chỉ giới hạn được là cái thẻ nhớ lên đến là 128GB mà thôi. Thì anh em sẽ chỉ có thể quay được 128GB full thẻ trên con này. Tính năng kết nối thì con này có wifi và bluetooth. Thì bluetooth chúng ta sẽ phải mua thêm một cái phụ kiện, nó như cái điều khiển đây. Đó, tuy nhiên thì chúng ta cũng không cần đến lắm bởi vì chúng ta vẫn có wifi. Wifi thì các bạn có thể connect với điện thoại luôn và các bạn có thể điều khiển cái con này ngay trên điện thoại, nó khá là dễ. Một thay vì các bạn phải nhớ thì các bạn có thể kết nối với điện thoại và các bạn chụp luôn cũng được, khá là hay và tiện. Và cái mức giá con này mình tham khảo được nó là 399 đô ở trên Amazon. Còn với Tokyo Camera bán thì hiện tại con này có giá chỉ là 9.999.000 mà thôi. Ok. Vậy thôi, cái giá của nó thì mình nghĩ là 10 triệu với con này cũng không đến mức là đắt lắm. Bởi vì mình nhớ là những cái cam 360 thì ra nó khá là đắt. Anh em thì có thể tham khảo con này vừa tiện vừa gọn vừa nhẹ. Quên mất thì chúng ta còn phải đi đến cái hộp của nó đây. Khi mở hộp ra này, bên này nó sẽ cho chúng ta thông tin đây. Đó, là trong hộp có những cái gì thì trong hộp nó ghi là có một con Insta360 này, một cái Bullet Time Astory. Là trong này nó có một cái dây, đây. Đây, nó là cái dây này lắp vào máy và như thế nào thì tí mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Ok. Protective Pod có nghĩa là cái túi đựng. Mình bỏ hết rồi. Đấy, cái túi đựng Protective, cái túi này thì làm bằng mình nghĩ là bằng vải. Vải thôi, bên trong là vải. Nói chung là cái túi này khá là mịn thì nó sẽ giúp là bảo vệ cái con cam này nó không bị hỏng. Đây. Anh em đi đường thì anh em. Rồi, anh em đi đường thì anh em cho vào túi như thế này và đeo lên cổ thì nó sẽ bảo vệ cái cam tốt hơn. Chúng ta tránh bị xước bởi vì cái cam này mà xước thì quay xấu lắm. Ngoài ra thì chúng ta có một viên pin battery. Battery là trong này. Đó. Charging cable. Nó trong cái hộp ghi là Cap Connect Computer. Đấy, và chúng ta thì còn có một thêm một đống sợi cáp linh tinh nữa. Đây, cáp connect to your phone có nghĩa là kết nối cái con này trực tiếp với điện thoại. Thì các bạn có hai cách kết nối nhá, đó là wifi và cái cáp. Với cái cáp này thì anh em ví dụ mà muốn lưu cái file về máy ấy, thì nên cắm con này vào thẳng điện thoại luôn thì nó truyền cực nhanh bởi vì nó chả phải đợi qua wifi và anh em sẽ truyền file về điện thoại nhanh hơn. Hoặc là cắm vào máy tính thế thì cắm thẳng vào là xong. Còn về cái phần mềm chỉnh sửa như thế nào hay là làm thế nào để có ảnh đẹp thì mình sẽ chia sẻ các bạn trong video sau. Còn hôm nay thì mình sẽ chỉ giới thiệu các bạn đến cái con này thôi. Còn gì nữa không nhở? Tập sách hướng dẫn sử dụng các thứ thôi. Còn lại trong hộp thì nó cũng chỉ có vậy, cũng không có gì nhiều. Lưu ý thêm là cái gậy này không bán kèm. Ví dụ các bạn mua Onyx thì các bạn sẽ mua thêm cái gậy này. Thế nào? Còn về trải nghiệm của mình thì sao? Thì mình đã dùng con này khoảng tầm 2-3 ngày rồi. Về cái trải nghiệm mình không thích nhất đó chính là về cái dây Bullet Time. Mình cực kỳ ghét cái dây này. Bởi vì sao? Các bạn xem video này nhá. Các bạn thấy không? Kiểu khi mà chúng ta lắp vào xong rồi nó sẽ bị kiểu xoay cái con này này. Đây này, chúng ta sẽ bị như thế này. Ví dụ nhá, đây, nó sẽ như thế này. Đấy, khi mà các bạn quay thì nó cứ như thế này. Lắp. Và nó cuối cùng là cái hình ảnh của mình nó chẳng ổn định ở chỗ nào cả. Buồn đấy chứ. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta có thể một cách fix đấy, đó chính là dùng cái gậy này. Nói chung là mình có một cái tip khá là hay, đó chính là các bạn lắp cái gậy này vào ngang ấy. Rồi mình sẽ chỉ các bạn. Và các bạn lắp cái gậy vào đây và các bạn quay. Thì khi mà các bạn quay ấy. Đấy. Rồi, khi mà các bạn quay tròn như thế này nhá. Rồi, thì nó sẽ như thế nào? Nó như thế này này. Đó. Còn về khả năng chống rung của con này thì mình đánh giá nó cũng khá là tốt. Mình có sử dụng đi xe máy. Mình đi xe máy thì về cái độ rung của nó không là nhiều. Và cái thứ hai nữa mình cũng dùng đi bộ. Anh em thử xem là mình những cái pha phút Tết mình đi bộ này. Đó. Về hình ảnh thì nó khá là êm, nó chỉ có rung theo bởi vì là nhịp tay lúc mình đưa lên lúc mình đưa xuống thôi. Còn lại thì khá là ổn. Có một vài tính năng như là time lapse hay là bullet time mình chưa có thời gian mình thử. Nhưng mà thấy xem những video introduction thì thấy khá là hay. Tuy nhiên thì mình cũng nghĩ là nó sẽ làm được thôi. Bởi vì sao? Những anh em mà hay mê kiểu time lapse với cả bullet time ấy thì dùng điện thoại chụp đúng không? Hay máy ảnh chụp đúng không? Nó kiểu là anh em sẽ phải căn góc thế này thế kia, khá là nhằng. Thế còn với con này, bởi vì nó là cam 360 ấy, thì khi mà anh em di chuyển thì toàn bộ hình ảnh ở xung quanh anh em nó đều thu lại hết. Thì anh em sẽ chỉ cần là đến cái chỗ nào mà cần lấy ấy, anh em dừng nó lại. Xong.
Nhắc đến time lapse thì con này sẽ chỉ quay được time lapse là tối đa là 30 phút anh em nhớ nhé. Quay time lapse chỉ được tối đa là 30 phút thôi, cũng không thể quay quá là lâu được, mà thực ra là 30 phút là cũng khá là lâu đấy. Và quay con này là quay khá là lâu, bởi vì mình nhớ là hôm qua mình có test thì mình đi bộ khoảng tầm 1 phút rưỡi thì nó mới thu được có 1 giây. Thì 30 phút mình không thể quay, anh em tự tính là sẽ được bao nhiêu lâu, sẽ quay bao nhiêu lâu. À, tuy nhiên thì pin, nói về pin nữa thì con này nó có hai viên pin, là mỗi viên là 1200 mAh, cắm vào và sử dụng full thời gian thì nó sẽ được là khoảng tầm theo như nhà sản xuất công bố là 60 phút. Nếu như anh em kiểu quay liên tục, em có thể mang con này đi chơi cả ngày mà cũng không lo hết pin, bởi vì cũng không phải lúc nào anh cũng quay ấy. Em đến chỗ nào đẹp nhất thì anh em mới dùng ấy. Thì với con này pin cũng khá là tốt, cũng không đến nỗi, nó tốt hơn mấy con GoPro ấy. Thật, mấy con GoPro hết nhanh lắm. Con này thì mình cũng thấy khá là lâu, mình nghịch nó chán rồi mình nó chả thấy nó hết pin gì cả. Tinh. Ok, video vừa rồi là mình vừa giới các bạn đến con Insta360. Thì về mình, theo mình đánh giá thì nó khá là tốt về cái mặt là hình ảnh, về cái mặt chất lượng đưa, về mặt hình ảnh và về mặt video mà nó xuất ra thì mình khá ấn tượng. Và con này nữa có thêm video log, tuy nhiên thì mình cũng chưa kéo thử vào log trên con này nó như thế nào. Thì tuy nhiên mình có log thì cũng khá là hay cho những anh em nào thích làm đi du lịch hoặc là anh em làm màu. Còn nữa thì có về pin, pin con này cũng khá ổn, và thứ hai nữa là nó gọn nhẹ. Hay nữa là nó tặng cho các bạn cái túi này, thì khi các bạn để đồ vào đây, mình cũng hay nhét con này vào đây, mình kiểu mình đi chơi ấy, mình cũng không lười cầm máy ảnh ấy, mình hay nhét con này vào đây và khi nào mình cần dùng thì mình chỉ cần rút nó ra thôi, rút tiện lắm đó. Thì như thế này rất là tiện, và cái thứ hai nữa là anh em có thể đút con này vào túi quần nhanh dễ cực, bởi vì những bạn nam như anh em mình mà đút con điện thoại nó đã to vãi, còn có con quái vật trong túi quần nữa thì phải có một cái gì đấy nhỏ nhỏ đút vào thôi, chứ to quá là cũng không vừa đâu. Còn ở những video sau thì mình sẽ giới thiệu anh em thêm về những cái tính năng thú vị của con này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em trong những video sau. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của Tokyo Camera nhá. Còn bây giờ thì bye bye.